Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, hôm nay ngày 20 tháng 1 năm 2023, kênh cập nhật giá mít Thái tại các khu vực để bà con tham khảo nha. Giá ghi nhận lúc 10 giờ 30 sáng nay thì giá vẫn đi ngang so với hôm qua nha bà con. Tại khu vực Tiền Giang, mít nhất 22, mít nhì 12 và mít ba là 8.000, kem rất lớn 18, kem rất nhỏ là 8. Đồng Tháp, An Giang và Long An là 21.000 cho mít nhất, mít nhì 11.000, mít ba là 7.000. Kem rất lớn 17.000, kem rất nhỏ là 7.000. Tại khu vực Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng và Kiên Giang, mít nhất là từ 20 tới 21.000, mít nhì là 10.000, mít ba là 7.000. Kem rất lớn 17.000, kem rất nhỏ là 7.000. Tại khu vực Vĩnh Long, Trà Vinh, mít nhất từ 20 tới 21.000, mít nhì 10.000, mít ba là 7.000. Kem rất lớn 17.000, kem rất nhỏ là 7.000. Tại khu vực Miền Đông và Tây Nguyên, mít nhất là 18.000, mít nhì là 8.000, mít ba là 6.000. Kem rất lớn là 12.000, kem rất nhỏ là 5.000. Giá kênh cập nhật là giá thương lái mua tại vườn nha bà con. Những ngày cận Tết cũng như là những ngày Tết đó thì kênh ghi nhận là cũng có vựa là sẽ hoạt động xuyên Tết để thu mua hả bà con ha. Cho nên là giá ngày nào có thì kênh vẫn sẽ cập nhật cho bà con để bà con tham khảo. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh. Hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh, nhấn nút thích video cũng như có thể bình luận vào kênh để trao đổi thêm. Xin kính chào.